Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 5 Mời các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 5 Trang 79 bài luyện tập Đầu tiên mời các em làm bài tập số 1 Câu A Tính tỷ số phần trăm của hai số 37 và 42 Ở đây chúng ta có tỷ số phần trăm của 37 và 42 là Muốn tìm tỷ số phần trăm của 37 và 42 Đầu tiên, các em tìm thương của chúng, tức là lấy 37 chia cho 42. Các em được một số thập phân vô hạn nhưng không tuần hoàn, tức là các chữ số ở phần thập phân không giống nhau. Không phải 3 chấm, tức là đằng sau chữ số 9 còn rất nhiều chữ số khác. Nhưng ở đây các em chỉ lấy ở phần thập phân là 4 chữ số. Tức là các em có 0,8809. Bây giờ Bước tiếp theo là các em lấy thương này nhân với 100. Tức là các em lấy 0,8809 nhân với 100 bằng 88,09. Và bước cuối cùng là các em thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải của số này. Tức là tỷ số phần trăm của 37 và 42 là 88,09%. Tiếp theo mời các em sang câu B. Một tổ sản xuất làm được 1.200 sản phẩm, trong đó anh ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ? Đầu tiên, các em tóm tắt bài toán là như sau. Một tổ làm được 1.200 sản phẩm, anh ba làm được 126 sản phẩm. Người ta hỏi là 126 sản phẩm này chiếm Bao nhiêu phần trăm sản phẩm của tổ? Ở đây chúng ta sẽ giải bài toán là như sau Người ta hỏi là số sản phẩm mà anh ba làm được chiếm bao nhiêu phần trăm sản phẩm của tổ? Ở đây anh ba làm được 126 sản phẩm Còn tổ làm được 1200 sản phẩm Như vậy là các em tìm tỷ số phần trăm của 126 và 1200 ở à đây các em có tỷ số phần trăm của số sản phẩm anh ba làm được và số sản phẩm của tổ là. Các em tìm tỷ số phần trăm của 126 và 1200. Đầu tiên các em tìm thương của chúng, lấy 126 chia cho 1200 bằng 0,105. Bước tiếp theo là các em lấy thương này nhân với 100. 0,105 nhân với 100 bằng 10,5. Và cuối cùng các em thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải của 10,5 Các em được kết quả là 10,5% Như vậy các em có đáp số là 10,5% Tiếp theo mời các em sang vào tập số 2 Câu A e. Tìm 30% của 97 Các em có 30% của 97 là Cách tìm như sau Để tìm 30% của 97 thì trước tiên là các em tìm 1% của 97

như vậy các em có thể viết gộp là 30% của 97 là lấy 97 chia cho 100 sau đó nhân với 30 hoặc là 97 nhân với 30 trước sau đó mới chia cho 100. Do đó 30% của 97 là các em lấy 97 chia cho 100 sau đó nhân với 30 và bằng 29.1. Tiếp theo các em sang câu B. Một cửa hàng bỏ ra 6 triệu đồng tiền vốn Biết cửa hàng đó lãi 15% Tính số tiền lãi Ở đây kem tóm tắt bài toán là như sau 6 triệu đồng tiền vốn này chính là 100% 100% là 6 triệu đồng Như vậy ở đây lãi 15% Tức là Lãi bao nhiêu đồng Ở đây kem sẽ phân tích và có lời giải chi tiết Của bài toán là như sau Số tiền lãi Của cửa hàng là Cửa hàng lãi 15%. Tức là các em tìm 15% của 6 triệu đồng là bao nhiêu đồng? Muốn tìm 15% của 6 triệu đồng thì đầu tiên các em phải tìm 1% của 6 triệu đồng trước. 100% là 6 triệu, như vậy 1% sẽ là 6 triệu chia từ 100. Muốn tìm 15% của 6 triệu thì các em lấy 6 triệu chia 100 nhân với 15 và các em được kết quả bằng 900 000 đồng. Như vậy các em có đáp số là 900 000 đồng. Tiếp theo, mời các em sang bài tập số 3, câu E, tìm một số biết 30% của nó là 72. Các em đã được học ở bài trước. Ở đây muốn tìm một số biết 30% của nó là 72, thì các em chỉ việc lấy 72 nhân 30 chia cho 100 hoặc là 72 chia cho 100 nhân 30. Ở đây các em có số cần tìm là 30% của nó là 72 thì đầu tiên các em tìm 1% của nó trước bằng cách lấy 72 chia 30. 30% là 72, như vậy 1% của nó sẽ là 72 chia 30. 1% của số đó là 72 chia 30. Như vậy 100% của số đó sẽ là 72 chia 30 nhân 100. và bằng 240. Hoặc là các em lấy 72 nhân 100 chia 30 bằng 240. Như vậy muốn tìm 30% của 72 thì các em lấy 72 chia 30 nhân 100 hoặc là 72 nhân 100 chia 30. Kết quả ở đây bằng 240. Tiếp theo, mời các em sang câu B. Một cửa hàng đã bán được 420 kg gạo và số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Người ta hỏi là trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo. Thì muốn giải được bài toán này, đầu tiên em phải tóm tắt được nội dung của bài toán. Cửa hàng đã bán được 420 kg gạo và số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng. Tức là 10,5% tổng số gạo của cửa hàng là 420 kg. Như vậy 100% tổng số gạo của cửa hàng là bao nhiêu kg? Thì như vậy các em sẽ có lời giải chi tiết của bài toán như sau. Ở đây các em không tính ra được ngay là đơn vị đo là tấn. Như vậy các em phải trả lời là số gạo của cửa hàng trước khi bán là. Các em không thể nói là số tấn gạo của cửa hàng trước khi bán là được bởi vì các em chưa đổi ngay ra tấn. Cho nên các em sẽ nói chung chung là số gạo của cửa hàng trước khi bán là. Ở đây các em biết là đây là dạng toán là tìm một số viết 10,5% của số đó là 420. Muốn tìm một số viết 10,5% của số đó là 420 Thì các em làm thế nào? Các em lấy 420 chia cho 10,5 Sau đó nhân với 100 Và các em được kết quả bằng 4000 Đơn vị đo ở đây là kg Ở đây người ta hỏi là trước khi bán cửa hàng nó có bao nhiêu tấn gạo Chứ không phải là bao nhiêu kg gạo như vậy Các em phải đổi 4000 kg bằng bao nhiêu tấn một kg bằng 1 tấn như vậy 4 kg bằng 4 tấn và kem có đáp số ở đây là là 4 tấn thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây cảm ơn kem đã dành thời gian để theo dõi video nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì kem vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.